Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thái TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái kết quả trận đấu giữa U18 nữ Australia gặp U18 nữ Thái Lan trong khuôn khổ bán kết 2 vòng chung kết U18 nữ Đông Nam Á 2022. Như vậy thì trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về U18 Australia với một cái pha lập công ở phút thứ 107 của tiền đạo của bên phía Úc, và cái tỷ số này cũng chính là cái tỷ số cuối cùng ấn định chiến thắng 1-0 trước U18 nữ Thái Lan. Nói chung là trong xuyên suốt trận đấu thì U18 nữ Australia họ ép sân liên tục, nhưng mà cổ động viên Việt Nam của chúng ta cũng như Thái ITV thì mong muốn Thái Lan họ gặp Việt Nam ở chung kết, nhưng mà bây giờ thì thôi, cái kết quả này cũng được thôi. Nói chung là U18 nữ Australia họ sẽ gặp Việt Nam, chắc chắn sẽ gặp Việt Nam ở chung kết, và lúc đó chúng ta sẽ kiểm chứng được cái sức mạnh của U18 Việt Nam của chúng ta như thế nào nha quý vị. Mặc dù chơi rất là kiên cường, nhưng bàn thua ở hiệp phụ thứ hai đã khiến U18 nữ Thái Lan đành đứng nhìn U18 nữ Australia giành vé vào chung kết U18 nữ Đông Nam Á 2022 và gặp nữ đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết. Australia được đánh giá cao hơn nhờ thể lực dồi dào, chiều cao lý tưởng hơn, nên không khó hiểu khi đội bóng nữ Australia chơi chủ động hơn so với U18 nữ Thái Lan. Thế trận chủ động ấy giúp cho đàn quân của ông Meredith tạo rất là nhiều cái cơ hội ngon ăn về phía khung thành của U18 nữ Thái Lan. Nhưng trong một trận đấu mà thủ môn của U18 nữ Thái Lan chơi rất là xuất sắc thì chỉ có một bàn thắng ghi ở phút thứ 107. Thái Lan chơi xuất sắc nhưng những pha ra vào hợp lý của cái thủ môn rất là chuẩn xác. U18 nữ Australia bất lực trong việc xuyên thủng lưới đối phương, hòa 0-0 trong hai hiệp chính. Hai đội phải bước vào hiệp phụ với 30 phút hiệp phụ nữa với nền tảng tỷ lệ sung mãn thì U18 nữ Australia càng ngày càng đẩy mạnh tấn công. So với hai hiệp chính, đội bóng trẻ xứ chuột túi đã tạo rất là nhiều cái cơ hội ngon ăn rõ ràng. Chỉ riêng hiệp 1 thì U18 nữ Australia có đến 4 cơ hội ăn bàn và đối mặt với thủ môn. Trong khi đó, tiền đạo bên phía của U18 Úc có đến 3 tình huống đối mặt với thủ môn của U18 Thái Lan, và chỉ với cái khoảng cách là 5 đến 8 mét mà thôi, nhưng mà không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù vậy thì U18 nữ Australia cuối cùng cũng đã cụ thể với một cái thế trận vượt trội của mình khi phút thứ 4 của hiệp thi đấu thứ 2, tức là khoảng 107 á, thì Rady đã bứt tốc mạnh mẽ để vượt qua sự truy cản của hậu vệ U18 Thái Lan trước khi tung cú sút trực diện chéo góc ghi bàn duy nhất cho U18 Australia. Với kết quả thắng lợi 1-0 thì U18 nữ Australia sẽ gặp U18 nữ Việt Nam trong trận chung kết, trong khi đó nữ Thái Lan sẽ trận hạng 3 cùng U18 nữ Myanmar. Trận tranh hạng 3 sẽ diễn ra vào lúc là 15:30 ngày 4 tháng 8 năm 2022 giữa Thái Lan và Myanmar, còn chung kết thì vào lúc 20:00 cũng ngày 4 tháng 8 năm 2022 giữa Việt Nam và Australia. Và chúng ta cùng hy vọng rằng tại cái trận đấu chung kết chúng ta sẽ thắng được một cái đội bóng được đánh giá là mạnh nhất giải, đó chính là U18 Australia, để mà lên ngôi vô địch. Và đây cũng là một cái ước nguyện của Thai TV cũng như là tất cả các cổ động viên, vì nếu như mà thắng được Australia chúng ta sướng lắm nha quý vị, tại vì họ được đánh giá cao hơn chúng ta rất là nhiều, và chúng ta có một cái lợi thế nữa là chúng ta nghỉ được nhiều giờ hơn, nhiều ngày hơn so với lại là U18 Australia, vì chúng ta đá hồi 3:30 á, còn Australia họ đá vào lúc là 20:00, chúng ta đá 15:30 thì họ đá 20:00, thì khi mà chúng ta kết thúc trận là có khoảng thời gian chúng ta nghỉ rồi, còn họ đá tới 20:30 và họ kết thúc tới gần 11:00 đêm họ mới kết thúc. Và thứ hai nữa là chúng ta được lợi thế cái thể lực là chúng ta chỉ thi đấu trong 90 phút, chúng ta giải quyết Myanmar rất là gọn trong 90 phút với tỷ số đậm là 4-1, còn
Úc thì họ phải căng mình ra thi đấu 90 phút hiệp chính và sau đó 30 phút hiệp phụ nữa, và cộng thêm là cái thời gian họ nghỉ ngơi thấp hơn chúng ta, ít hơn chúng ta, thì hy vọng rằng cái thể lực của chúng ta sẽ cải thiện và sẽ hơn thể lực của Úc. Lúc đó thì cái lợi thế nó không có nhỏ và cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam của chúng ta cũng rất là lớn, và hy vọng rằng các cầu thủ trẻ Việt Nam của chúng ta sẽ là một cái thế hệ tương lai cho bóng đá nữ Việt Nam, tiếp bước những cái đàn chị đi trước đã gặt hái rất là nhiều thành công với cùng với huấn luyện viên Mai Đức Chung. Cái lứa này thì chắc có lẽ là sau này thì không còn vị huấn luyện viên lão làng, đó chính là vị huấn luyện viên đem về rất là nhiều thành công cho bóng đá nữ Việt Nam, Mai Đức Chung nữa đâu, tại vì ông cũng đã lớn tuổi rồi. Và thấy cái lứa này đá nó cũng rất là hay, cái khoảng cách và thắng được Myanmar với tỷ số 4-1, và chúng ta hy vọng rằng trận chung kết là một cái trận thành công với lại là U18 nữ Việt Nam của chúng ta và sẽ lên ngôi vô địch. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển và đồng được làm những video tin tức tiếp theo. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát livestream, nói chung là về cái thiết bị âm thanh đó, thì quý vị hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939 73 2349 hoặc giả là số Zalo 0939 315 461 để được nhận ưu đãi đối với tất cả quý vị nào đăng ký kênh Thái TV. Ai đăng ký kênh Thái TV sẽ được giảm 20%, coi như là bán giá vốn hoặc giả là bán lỗ cho tất cả quý vị, để tri ân cho tất cả quý vị luôn. Còn quý vị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay đăng ký. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh mua hàng thì Thái TV sẽ không bớt cho quý vị. Xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái thông tin mới nhất của kênh Thái TV 2 gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.